Ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Tri thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Hơn 200 tỷ đô la Mỹ được kiều bào gửi về nước. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ tại Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư. Cục Đường bộ vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có đề xuất điều chỉnh tăng làn xe tại nhiều tuyến cao tốc. Ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc, đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên 8 năm tù. Trong biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa được tiết lộ, các quan chức Fed đã tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất vốn được giới đầu tư mong đợi từ lâu. Quân đội Ukraine vừa cho biết họ đã tấn công phá hủy cầu phao của Nga xây dựng ở tỉnh Kursk bằng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Tri thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 do Bộ Ngoại giao chủ trì. Năm nay, hội nghị được tổ chức vào đúng dịp tròn 20 năm triển khai nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị quy tụ hơn 400 kiều bào đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, là các doanh nhân, trí thức, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI. Với chủ đề Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, hội nghị là diễn đàn để các cơ quan chức năng trong nước nắm bắt được tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ kiều bào. Đây cũng là dịp quan trọng để kiều bào hiến kế cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới, tăng cường kết nối doanh nhân, chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước, thúc đẩy đầu tư của kiều bào, mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, kiều bào ngày càng khẳng định vai trò vị thế trong xã hội sở tại. Một số người gốc Việt đã tham gia sâu vào hệ thống chính trị sở tại ở các cấp. Nhiều doanh nhân người Việt nằm trong danh sách các tỷ phú của thế giới. Nhiều chuyên gia trí thức và nghệ sĩ kiều bào được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế, góp phần làm rạng danh cơ đồ và vị thế Việt Nam. Đồng thời, kiều bào cũng là một trong những cầu nối, đóng góp ngày càng chủ động, tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa sở tại và quê hương đất nước. Đặc biệt, kiều bào trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong vòng hơn 30 năm qua, tổng lượng kiều hối chuyển về trong nước đạt hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết năm 2023, kiều bào đã đầu tư 421 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó là hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ đề xuất điều chỉnh quy hoạch đoạn tuyến Pháp Vân, Phú Thứ và Bến Lức, Trung Lương lên từ 10 đến 12 làn xe. Theo lý giải của Cục Đường bộ Việt Nam, đoạn Pháp Vân, Phú Thứ có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Bắc là cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, kết nối thủ đô với các tỉnh phía Nam, kết nối vành đai 4, vành đai 5, các trục Bắc Nam. Đoạn Bến Lức, Trung Lương cũng là trục kết nối trung tâm có nhu cầu vận tải lớn nhất theo hướng Bắc Nam để kết nối Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long là cửa ngõ phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đoạn Pháp Vân, Phú Thứ hiện có 6 làn xe, được đề xuất lên thành 10 đến 12 làn xe. Trong đó, đoạn Pháp Vân, vành đai 4 lên 12 làn xe, đoạn vành đai 4, Phú Thứ lên 10 làn. Còn tuyến Bến Lức, Trung Lương hiện có 4 làn xe, được đề xuất lên thành 10 đến 12 làn. Trong đó, đoạn Bến Lức, vành đai 4 lên 12 làn, đoạn vành đai 4, Trung Lương lên 10 làn. Ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Minh Phúc sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Phúc 8 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phúc đã đủ yếu tố thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Bản thân bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích muốn có tiền tiêu xài đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm. Theo biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed, phần lớn quan chức tham dự cuộc họp ngày 30 và 31 tháng 7 đều có chung nhận định khả năng nới lỏng chính sách tại cuộc họp trong tháng 9 là gần như chắc chắn. Thậm chí trong số các quan chức có quyền bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, một vài người có xu hướng muốn nới lỏng ngay từ tháng 7 thay vì chờ đến tháng 9. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách kể từ đợt tăng lãi suất liên tiếp đầu năm 2022 và giữ nguyên ở mức cao kể từ tháng 7 năm 2023 đến nay để kiềm chế lạm phát. Biên bản nêu rõ rằng một số người tham gia cuộc họp nhận thấy tiến triển lạm phát gần đây và tỷ lệ thất nghiệp tăng trở thành lý do hợp lý để giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp này, hoặc họ có thể ủng hộ quyết định như vậy. Theo cách diễn đạt mà Fed sử dụng trong biên bản, không đề cập đến tên hoặc nêu rõ có bao nhiêu nhà hoạch định chính sách cảm thấy như vậy, thì một số ở đây có thể là con số tương đối nhỏ. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp nêu rõ các quan chức tự tin về lộ trình của lạm phát và sẵn sàng nới lỏng chính sách nếu dữ liệu tiếp tục đi theo đúng kỳ vọng. Điều này thể hiện hai khía cạnh. Một là các chỉ báo lạm phát cho thấy áp lực giá cả đã giảm đáng kể. Mặt khác, một số thành viên đang lo ngại về thị trường lao động cũng như những khó khăn mà các hộ gia đình phải đối mặt trong bối cảnh hiện tại. Trong một tuyên bố đưa trên kênh Telegram của mình, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết họ đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở tỉnh Kursk của Nga. Trong đoạn phim mà lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đăng tải, kèm theo tuyên bố, người ta thấy đã có những cuộc tấn công vào một số đoạn cầu phao và ít nhất một trong số các cuộc tấn công đó dường như được thực hiện bằng đạn chùm. Theo hãng tin Reuters, những gì mà lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Kiev rằng vũ khí của phương Tây đã được sử dụng như một phần của cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Điện Kremlin đã mô tả việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất bên trong lãnh thổ của mình là một sự leo thang, còn Washington không đưa ra bình luận trực tiếp nào về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kursk, nhưng nói rằng chính sách của họ không thay đổi và Ukraine đang tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga.